chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại Đà Nẵng sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Đặt mục tiêu trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo khu vực ASEAN, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 200 dự án khởi nghiệp thành công. Tin quốc tế, Mỹ sẽ sớm công bố các biện pháp đáp trả đối với các vụ thử tên lửa cũng như các chiến dịch tấn công mạng của Iran như một phần chiến lược mới về nước Cộng hòa Hồi giáo. Giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao hoa và chúc mừng đồng chí Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách cương vị mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 20 năm trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có sự phát triển vượt bậc. Những thành tựu mà thành phố đạt được trong những năm qua là sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân Đà Nẵng. Thời gian qua, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt cũng như tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có một số sai lầm, khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật cả tập thể và cá nhân như các đồng chí đã biết. Đây là một điều xót xa. Có lẽ trong chúng ta không ai mong đợi, nhưng nó đã diễn ra và là bài học lớn, sâu sắc, đau đớn đối với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí thường trực Thành ủy, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Đảng bộ thành phố, căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, cân nhắc nhiều mặt các phương án kiện toàn, phân công và đã thống nhất cao việc bố trí đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tham gia Ban Chấp hành, tham gia Ban Thường vụ và làm Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và hứa sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt là phục vụ tốt tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào đầu tháng 11 tới đây. Với nhiệm vụ mới mẻ này, có thể nói là một nhiệm vụ khi bước vào cái nhiệm kỳ này, khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chắc là cũng như các đồng chí, tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ về quay lại Đà Nẵng làm bí thư, nhưng mà là một người lính, trước nhiệm vụ yêu cầu của Trung ương, của cách mạng, những gì mà Đà Nẵng đã nuôi dưỡng tôi trong quá trình mình trưởng thành ở đây, tình cảm của Đà Nẵng cũng như là cá nhân tôi với các đồng chí ở đây, với Đà Nẵng, thì tôi luôn mong muốn với những nỗ lực cố gắng của mình cũng sẽ được đón nhận sự ủng hộ của các đồng chí
để chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ của mình. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trước mắt đó là chúng ta phải tập trung để vượt qua những cái khó khăn trong cái thời gian vừa qua, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2017. Mà trước mắt là cái nhiệm vụ là cái tuần APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Tại hội nghị, các đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Trương Quang Nghĩa. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trương Quang Nghĩa. Đồng chí Trương Quang Nghĩa sinh ngày 19 tháng 8 năm 1958, quê quán xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày vào đảng, ngày 4 tháng 2 năm 1983, ngày chính thức, ngày 4 tháng 2 năm 1984. Học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cao cấp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 10 năm 1976 đến tháng 9 năm 1979, nhập ngũ tại E34-S473. Từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 9 năm 1980, học văn hóa tại Binh đoàn 12. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 9 năm 1985, học viên ngành xây dựng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 12 năm 1991, công tác tại D25 Cục Tham mưu Bộ Tư lệnh Quốc phòng cấp bậc đại úy. Từ tháng 1 năm 1992 đến tháng 7 năm 1994, công tác tại Phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty Vinaconex. Từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 10 năm 1996, Giám đốc chi nhánh Vinaconex tại Đà Nẵng. Từ tháng 11 năm 1996 đến tháng 9 năm 2006, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cơ giới Lắp máy và Xây dựng thuộc Tổng công ty Vinaconex. Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 4 năm 2008, Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex. Từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 12 năm 2010, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 6 năm 2012, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 1 năm 2015, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. Từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11-12, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2017, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 7 tháng 10 năm 2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai các công tác chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng cho hơn 600 cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương. Đến dự có ông Lê Công Dũng, Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện Ban Thư ký APEC. Bên cạnh giới thiệu tổng quan chung về sự kiện APEC, tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc, lễ tân, ngoại giao, một số tình huống thường gặp và cách xử lý, đại diện các ngành liên quan cũng chia sẻ một số thông tin về công tác đảm bảo an ninh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khách sạn, trước và trong thời gian diễn ra sự kiện, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc sự cố, qua đó góp phần đảm bảo về công tác hậu cần, phục vụ tốt nhất trong quá trình sự kiện diễn ra. Theo
giao Sở Tài chính nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2017, đảm bảo tiến độ so với dự toán giao và tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thành phố đã tập trung tích cực triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhằm tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách, điều hành chi ngân sách chặt chẽ theo đúng dự toán giao, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, đúng chế độ quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt gần 17.200 tỷ đồng, đạt 82,3% dự toán. Đã có 3 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu cả năm, đó là quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang. Các quận còn lại cũng đã đạt gần 90% dự toán. Trong 9 tháng, thành phố chi gần 9.300 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản gần 4.500 tỷ đồng và chi thường xuyên hơn 4.800 tỷ đồng. Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt trên 36.000 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 10,1%. Một số ngành sản xuất quan trọng vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt kể từ giữa quý 2 đến nay như sản xuất đồ uống không cồn, may mặc, sản xuất sắt thép điện tử, sản xuất thiết bị điện, sản xuất máy móc thiết bị, chế biến sữa và sản phẩm từ sữa. Riêng các ngành hàng xăm lốp cao su, bê tông và các sản phẩm từ xi măng, cấu kiện kim loại, bia, sản xuất dụng cụ thể thao và đồ chơi trẻ em, tốc độ tăng trưởng có chậm lại. Các ngành sản xuất giày dép, ngành giấy tiếp tục sụt giảm do thị trường tiêu thụ không thuận lợi, đến nay vẫn chưa hồi phục. Tuy nhiên, các ngành này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thể ngành công nghiệp thành phố, nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm 2017, lượng khách du lịch bằng đường hàng không đến Đà Nẵng đạt trên 1.170.000 lượt khách, tăng 2,04 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan du lịch bằng đường bộ Thái Lan, Lào đạt 11.670 lượt khách. Trong 9 tháng năm 2017, Đà Nẵng đã đón 45 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với trên 52.400 lượt khách, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2016. Phần lớn du khách tàu biển chọn đi tour Đà Nẵng và Hội An. Điều đáng nói là đã có nhiều chuyến tàu ở lại đêm tại thành phố. Được biết, thời gian gần đây, du lịch đường biển đã có bước phát triển vượt bậc. Số lượng tàu biển cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm, tốc độ tăng bình quân về lượng khách du lịch tàu biển đạt 22% mỗi năm. Đặt mục tiêu trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo khu vực ASEAN, năm 2017, Đà Nẵng đã phê duyệt đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 200 dự án khởi nghiệp thành công. Trong số 200 dự án đó, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ có 100 doanh nghiệp tiến hành thương mại hóa các sản phẩm, khoảng 40 dự án gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư. Quan điểm của thành phố là tạo điều kiện tốt nhất về môi trường đầu tư, chính sách quản lý và xã hội để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Ở đó, các dự án khởi nghiệp được ươm mầm, phát triển, trở thành những doanh nghiệp trẻ của thành phố. Đà Nẵng thì chúng tôi thấy là từ chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là xây dựng một cái vườn ươm doanh nghiệp khá là căn cơ và chuyên nghiệp. Tức là lâu nay chúng ta vẫn thường nghe nói tới xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thì chính là những cái bước đi căn cơ của vườn ươm của Đà Nẵng hiện nay là xây dựng cái môi trường để cho các bạn trẻ đến cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập, ứng dụng những cái kỹ thuật mới của các chuyên gia quốc tế mang đến hay là áp dụng vào đó những cái chính sách rất là mở và rất là thúc đẩy phát triển khởi nghiệp của Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng. Theo bà Vũ Kim Hạnh, mô hình tam giác của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đang diễn ra khá sôi động. Bà gốc tam giác này là ban hành chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước, tạo diễn đàn để hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt là khuyến khích tinh thần khởi nghiệp tại các trường đại học, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Cả ba gốc tam giác của hệ sinh thái khởi nghiệp cùng chuyển động theo một hướng, với mục tiêu là xây dựng lực lượng doanh nghiệp trẻ cho thành phố. Cách đây khoảng từ 3 đến 4 năm chẳng hạn, không dễ để một dự án khởi nghiệp có thể tiếp cận được với những nhà đầu tư tiềm năng hoặc là tiếp cận những advisor, những người mà sẵn sàng là cho mình ý kiến, hỏi mình những câu hỏi khó để mình giải quyết cái bài toán ấy. Đó là một cái việc mà không dễ. Thì
thì Startup là một sự kiện hay để các bạn thuộc các cái team khởi nghiệp có thể tham gia. Nếu mà kể cả không được đầu tư thì cũng có thể học hỏi kinh nghiệm hoặc là nhận được sự đóng góp ý kiến dẫn dắt từ những người đi trước. Tại Đà Nẵng, chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp lại dấy lên mạnh mẽ như trong năm 2017. Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu, hội nghị, hội thảo, triển lãm mang tầm quốc gia và quốc tế. Đó là những diễn đàn, là nơi quy tụ những dự án khởi nghiệp, quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và những sinh viên đang nuôi ý chí khởi nghiệp. Chúng tôi hy vọng là cứ tạo ra một cái cộng đồng thì các bạn nhận ra được những cái tiềm năng đặc biệt mà Đà Nẵng đang có. Chẳng hạn như là cả Việt Nam chỉ có một mình Đà Nẵng là có cái bờ biển, lại có sông, lại có Hội An, lại có tất cả mọi thứ. Và Đà Nẵng là một trong ba nơi có trường đại học Bách Khoa. Những cái nhân tài trẻ ở đây, cái mức sống ở đây, cái mọi thứ ở đây đang sẵn sàng để chờ mọi người tới khởi nghiệp. Chúng tôi hy vọng cứ tạo ra những cái lực hút để mọi người về đây cùng nhau khởi nghiệp bên bờ biển. Theo các chuyên gia, dự án khởi nghiệp không nhất thiết phải trở thành một doanh nghiệp. Dự án khởi nghiệp có thể chỉ là cánh tay nối dài của các doanh nghiệp. Startup tạo ra ý tưởng và họ cần môi trường để ý tưởng đó trở thành hiện thực và phát triển. Còn doanh nghiệp cần ý tưởng mới, sáng tạo, cần một lực lượng trẻ tham gia vào sự phát triển của họ. Do đó, việc mà vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng cần làm là tạo cơ hội để doanh nghiệp và các ý tưởng gặp nhau. Thực tế, đây là cách mà Google, Facebook, Microsoft đã ứng dụng và thành công. Doanh nghiệp họ đã mang đến cho các cái dự án khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đó, không phải chỉ là vốn, không phải chỉ là tiền, mà là cái kiến thức và kinh nghiệm quản trị của họ. Thì lâu nay cái quan điểm của chúng tôi vẫn là đề cao cái trách nhiệm của các doanh nghiệp đang có sức mạnh ở trên thị trường với lại các cái dự án khởi nghiệp. Bởi vì nếu mà chúng ta xây dựng cái chương trình khởi nghiệp mà chỉ có chậm chậm vào cái chuyện là viết dự án rồi đi xin tiền của nhà nước ấy, là thất bại. Hai năm qua, Đà Nẵng đã khuấy động tinh thần khởi nghiệp trên địa bàn, qua đó hình thành, tuyển lựa và xúc tiến được nhiều dự án phù hợp. Trong đó đã ươm mầm thành công 8 dự án và đang tiếp tục triển khai ươm tạo đợt 2 là 10 dự án. Ngoài ra còn khoảng 15 dự án liên kết đào tạo với công ty Microsoft, quỹ Ephra Singapore và Louis Vuitton của Mỹ. Với những chuyển động tích cực như thế, hy vọng con số 200 dự án khởi nghiệp thành công của Đà Nẵng không phải là mục tiêu xa vời. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình trả phí đổ xe qua điện thoại di động Smart Parking trên đường Bạch Đằng. Đến nay đã có hơn 700 tài khoản đăng ký sử dụng. Mô hình trả phí đổ xe qua điện thoại di động trên đường Bạch Đằng là một trong các hạng mục thuộc dự án cải thiện hành lang giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng do quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Theo đó, trên toàn tuyến được chia thành 8 bãi đậu đổ xe ô tô với khoảng 140 điểm đỗ, được ký hiệu từ BD01 đến BD07 và HC01. Trong giai đoạn đầu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 đến hết năm 2017, người có phương tiện được miễn phí trả tiền qua hình thức sử dụng thẻ cào tặng sẵn tiền trong tài khoản. Qua 3 tháng vận hành miễn phí, đã có hơn 700 tài khoản đăng ký sử dụng hệ thống Smart Parking. Dự kiến thời gian thu phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thưa quý vị, mô hình toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư được Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp phát động từ năm 2012. Qua 5 năm triển khai hoạt động, mô hình này bước đầu có hiệu ứng rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại khu dân cư 5D An Hải Đông, quận Sơn Trà và khu dân cư số 9, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Khu dân cư 5D, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà hiện có 67 hộ với gần 300 khẩu, đa số là lao động tự do. Phần lớn số thanh niên trong độ tuổi lao động chưa có việc làm ổn định. Trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng. Trước thực trạng tại địa phương, Chi ủy 5D đã vận động những người có uy tín để thành lập nhóm nòng cốt gồm 8 người để tuyên truyền, vận động trong nhân dân, không để con em vướng vào tệ nạn xã hội. Sau khi có nhóm nòng cốt thì bằng kế hoạch triển khai và tổ chức cho một cái cuộc thi, trang cuộc thi thì có nhiều câu hỏi nên tuyên truyền xuống tất cả thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi đều có chuẩn bị với khu dân cư một cách rầm rộ. Tiếp theo cái tuyên truyền tức là
phòng chống HIV và tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và vị thành niên, kế hoạch hóa gia đình, tất cả các cuộc tuyên truyền như thế đó thì nó tạo ra được cái loan tỏa nhân dân ở dưới khu dân cư là người ta rất là phấn khích. Không chỉ có khu dân cư 5D, khu dân cư số 9, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, còn có mô hình quản lý người cai nghiện tại cộng đồng có hiệu quả. Tại khu dân cư có hai đối tượng nghiện ma túy nặng, đều đã nhiều lần cai nghiện rồi tái nghiện. Thêm vào đó, có nhiều thanh thiếu niên nằm trong diện nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, được cơ quan chuyên trách cảnh báo. Để chặn đứng nguy cơ này, Ban công tác mặt trận khu dân cư số 9 đã có nhiều biện pháp thiết thực. Chúng tôi cũng phát động cái phong trào này trong toàn dân bằng nhiều cái hình thức. Cái thứ nhất là tuyên truyền trong các cái cuộc họp của tổ dân phố, các cái chi hội đoàn thể. Rồi cùng là chúng tôi cũng là tổ chức các cái cuộc thi. Cuộc thi như là trong các cái ngày hội chúng tôi bằng cách đố vui, rồi các cái hái hoa dân chủ. Rồi đồng thời là chúng tôi vừa qua thì chúng tôi cũng tổ chức một cái cuộc thi, cái hội thi rung chuông vàng nhí cho các cháu để tìm hiểu về cái kiến thức phòng chống HIV và các cái kiến thức về an toàn giao thông. Đánh giá hoạt động của các mô hình này, tại hội nghị tổng kết 5 năm phát động toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, đại diện ban tổ chức cho biết. Trước đây thì cái tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS thì chủ yếu do bên chỗ ngành y tế thực hiện. Tuy nhiên thì cái việc tuyên truyền này vẫn không được đến tận các khu dân cư cũng như là người dân ở trong cộng đồng. Qua 5 năm thì cái nhóm ở tại thành phố Đà Nẵng cũng đã đem đến những cái hiệu quả mà rất là ấn tượng. Các nhóm đã có những cái rất là sáng tạo, những cái trăn trở và đặc biệt đã làm cho cái hình thức truyền thông ở tại cái địa bàn của mình rất là phong phú. Từ những mô hình hiệu quả và thiết thực này đã góp phần cùng nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, không phân biệt kỳ thị với người có HIV, qua đó xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư bình yên, tiến đến xây dựng mục tiêu 3-0, không phân biệt kỳ thị, không có người chết do HIV/AIDS và không có người nhiễm mới. Thưa quý vị, trước sự bất an của người tiêu dùng về thực phẩm bẩn, một số địa phương bắt đầu vào cuộc truy xuất nguồn gốc thịt gia súc gia cầm. Đà Nẵng cũng đang quyết liệt thực hiện quyết định 35 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn không ít bất cập chưa được xử lý, nhất là tình trạng buôn bán thịt gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch tại các chợ trên địa bàn thành phố. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại chợ An Cư, dọc đường vào chợ, rất nhiều quầy thịt heo và gà Việt được bày bán xen kẽ giữa vô số các mặt hàng thực phẩm khác. Không hề có con dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng, nhưng người bán thịt và cả người mua vẫn thản nhiên. Không, bình thường vì em bán lây la rồi, vì em bán quen rồi cho nên không bao giờ đến ngồi có chuyện hết trơn đó. Nhiều khi lẫn đen đồ xí nhưng mà họ vẫn bình thường, em bán rồi lớn giờ đó. Không có hào môn mà để hào núa được cho nên an họ quen cái gió mà việc thì bón ngon biết thì họ bình thường. Dạ, không có ngại ngùng cái chuyện đó hết trơn. Không thích non trẻ đâu, họ thích con heo mà họ nuôi đó, nhỏ nhỏ đó đem là bón là họ thích, là ăn là coi như ngon thì cũng mềm, còn non trẻ là nuôi heo ăn bột nên chứ họ không thích ăn. Bên trong chợ An Cư, đình thịt heo này có 45 tiểu thương kinh doanh. Các quầy thịt đều có dấu kiểm dịch. Cái đây là của mình là ở lò. Cái lò có tập trung giết mổ của lò của có kiểm dịch hẳn hoi chứ. Còn cái đó là tự họ làm. Tự họ làm, tự nhà họ làm, họ đó không giấu không má gì đó. Còn đây là có kiểm soát kiểm dịch đàng hoàng. Có đánh giáo đồng hoàng heo đã sơn đem về thôi, chứ không có bón heo. Không có nguồn gốc. Còn có nguồn đường thì cũng đa dạng. Ban quản lý chợ quận Sơn Trà cho biết, tình trạng bán thịt không qua kiểm dịch ở xung quanh chợ An Cư, đơn vị đều biết, song không có chức năng kiểm tra xử lý, vì ban chỉ quản lý bên trong chợ, còn phía bên ngoài chợ do phường quản lý. Chỉ quản lý ở trong cái khuôn viên chợ thôi, còn những trường hợp mà phía ngoài thì chúng tôi phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường
và phòng kinh tế độ thú y để xử lý và kiểm tra. Thì thông thường ở ngoài đấy kiểm tra giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, các giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm và nhất là cái sản phẩm có đóng dấu hoặc là dán tem không, thì việc đó là thuộc chức năng của các đơn vị khác, ban quản lý chợ chỉ phối hợp thôi. Thời gian qua, chuyện cho heo ăn chất tăng trọng trước khi xuất bán, bơm nước vào bò trước khi mổ và nhiều loại thực phẩm bẩn khác được phát hiện khiến người dân lo lắng. Mới đây nhất, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tình trạng tiêm thuốc an thần vào heo càng làm người tiêu dùng bất an. Tình trạng dịch cúm gia cầm đây đó vẫn xảy ra. Vì vậy, để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cần chấn chỉnh tình trạng bán thịt gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch. Nhà Trắng hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm công bố các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với các vụ thử tên lửa, hành động ủng hộ khủng bố cũng như các chiến dịch tấn công mạng của Iran như một phần chiến lược mới của ông về nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, Tehran vẫn cương quyết bảo vệ chương trình phát triển tên lửa của mình hoàn toàn là vì mục đích quốc phòng. Trả lời báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho hay Tổng thống Trump sẽ xem xét nhiều vấn đề và tìm kiếm một chiến lược toàn diện có thể để giải quyết toàn bộ chứ không phải chỉ một trong số đó. Trước đó, theo giới chức Mỹ giấu tên, các biện pháp mới sẽ tập trung vào hai thực thể là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Hezbollah, nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite bị Mỹ coi là khủng bố. Các biện pháp mới của Mỹ sẽ bao gồm việc trừng phạt tài chính đối với bất kỳ đối tượng nào làm ăn với hai thực thể này, đồng thời sẽ thưởng hàng triệu đô la Mỹ cho thông tin giúp bắt giữ hai thành viên của tổ chức Hezbollah. Dự kiến ông Trump sẽ đưa bài phát biểu về vấn đề Iran vào ngày 12 tháng 10 tới. Tuy nhiên, cho đến nay, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chương trình phát triển tên lửa của nước này hoàn toàn vì mục đích quốc phòng và không thể thương lượng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào, tạm biệt. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, đã gần một tuần trôi qua kể từ vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Las Vegas của Mỹ, khiến 58 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương. Mặc dù đã huy động tổng lực để sâu sát điều tra, nhưng cảnh sát địa phương và lực lượng chức năng nước này hiện vẫn chưa thể tìm ra động cơ gây án của thủ phạm 64 tuổi Stephen Paddock. Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết họ chưa rõ 50 bao thuốc nổ mà Paddock giấu trong xe hơi được dùng với mục đích gì. Trong khi đó, một điều chắc chắn rằng Paddock là tay súng duy nhất trong phòng tại khách sạn Mandalay Bay. Hiện cảnh sát đang điều tra theo hướng liệu có đối tượng nào khác biết trước về vụ tấn công này hay không. Chúng tôi đang điều tra hơn 1.000 manh mối liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của tên này. Chúng tôi cũng khai thác các khía cạnh khác nhau trong hồ sơ của thủ phạm, từ lúc hắn sinh ra đến khi tự sát, để tìm hiểu nguyên nhân gây ra hành động điên rồ như thế. Sở Cảnh sát sẽ dốc toàn lực cho công tác điều tra. Hiện các nhà điều tra đã tìm được bằng chứng cho thấy đối tượng Paddock có thể đã tập dượt kế hoạch tấn công tại khu vực khác trước khi thực hiện vụ xả súng. Cảnh sát cho hay thủ phạm đã nã đạn vào đám đông xem hòa nhạc từ 9 đến 10 phút trước khi tự sát. Đối tượng này còn đặt máy quay cả trong và ngoài phòng khách sạn để xem động thái của cảnh sát khi lực lượng an ninh đang bao vây địa điểm. Nhà Trắng hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm công bố các biện pháp đáp trả của Mỹ đối với các vụ thử tên lửa, hành động ủng hộ khủng bố cũng như các chiến dịch tấn công mạng của Iran như một phần chiến lược mới của ông về nước Cộng hòa Hồi giáo. Trong khi đó, Tehran vẫn cương quyết bảo vệ chương trình phát triển tên lửa của mình hoàn toàn là vì mục đích quốc phòng. Trả lời báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho hay Tổng thống Trump sẽ xem xét nhiều vấn đề và tìm kiếm một chiến lược toàn diện, có thể để giải quyết toàn bộ chứ không phải chỉ một trong số đó. Trước đó, theo giới chức Mỹ giấu tên, các biện pháp mới sẽ tập trung vào hai thực thể là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Hezbollah, nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite bị Mỹ coi là khủng bố. Các biện pháp mới của Mỹ sẽ bao gồm việc trừng phạt tài chính đối với bất kỳ đối tượng nào làm ăn với hai thực thể này, đồng thời sẽ thưởng hàng triệu đô la Mỹ cho thông tin giúp bắt giữ hai thành viên của tổ chức Hezbollah.
Dự kiến ông Trump sẽ đưa bài phát biểu về vấn đề Iran vào ngày 12 tháng 10 tới. Tuy nhiên, cho đến nay, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chương trình phát triển tên lửa của nước này hoàn toàn vì mục đích quốc phòng và không thể thương lượng. Tiếp tục thông tin về cơn bão Nat đang hoành hành tại Trung Mỹ. Tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, bão Nat di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với vận tốc là 35 km một giờ và cách đảo Cozumel Yucatan của Mexico 90 km về phía Đông Bắc. Dự báo trong hôm nay sẽ đổ bộ vào bán đảo Yucatan, phía Đông Mexico và vùng duyên hải vịnh Mexico của Mỹ trong đêm nay rạng sáng mai, buộc chính quyền nhiều bang ở Mỹ và Mexico phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trước đó, bão Nat quét qua nhiều khu vực tại Trung Mỹ và cướp đi sinh mạng của ít nhất 28 người, gây thiệt hại nặng nề. Sau đây là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu, MTV EMA, thông báo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở hạng mục nghệ sĩ trong Nam Á xuất sắc. Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Lễ trao giải MTV EMA sẽ diễn ra vào tối ngày 12 tháng 11 tại Wembley, London và được phát sóng trực tiếp trên kênh MTV. Lễ trao giải MTV châu Âu là sự kiện thường niên do kênh MTV Network châu Âu tổ chức nhằm vinh danh sự đóng góp của các nghệ sĩ với làng nhạc thế giới. Không đầu hàng với căn bệnh tự kỷ từ khi lên 2 tuổi, Jacob Barnes đã được cha mẹ dành hết tình yêu thương và nỗ lực để có thêm tự tin trong cuộc sống. Chính mẹ cậu cũng là người phát hiện ra niềm đam mê và tài năng đặc biệt về thiên văn học khi cậu mới 4 tuổi. Hiện Jacob là nghiên cứu sinh nhỏ tuổi nhất trong lịch sử 16 năm hoạt động của Viện Vật lý Lý thuyết Radbimeter Canada. Thành tích học tập của nam sinh viên khiến bất cứ nhà quản lý đào tạo nào cũng phải nể phục. Năm lên 9, Jacob đã tự nghiên cứu thuyết tương đối của Einstein và cố gắng mở rộng nó, sau đó được xuất bản tại Đại học Indiana. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tựu kinh ngạc của Jacob là chỉ số IQ lên đến 170 của nam sinh. Trong tương lai, cậu sẽ tiếp tục chinh phục những đam mê trong ngành vật lý. Jacob là minh chứng cho câu nói, thành công không đợi tuổi. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.